1001 câu chuyện. Xin chào mọi người nha. Hôm nay lớp mình học quang cảnh trường em. Đây, đó, cô có hướng dẫn cách vẽ, gợi ý đồ dùng. Và xin chào, đây là toàn thể học sinh của lớp 5B. Rồi, các bạn bắt đầu đang phát thảo chì nha. Đây là bạn đang phát thảo một bạn học sinh. Đây, bạn này đã được cánh cửa nha. Đây, đây, trật tự nè. Đây, bạn này có một cái gốc cây rất là to và đẹp. Wow, bạn này có một cửa sổ rất là kỹ luôn nha, vẽ rất là nét luôn á nha. Còn bạn này đang vẽ một cái bụi cây hả? À, một cái bụi cây rất là đẹp. Rồi, lớp mình tập trung vẽ đi nha, cô đang ghi hình đó nha. Làm sao cho nó đẹp nha. Hình ảnh của các em sẽ là bằng chứng trước tòa. Nếu như các em quá quậy á, thì tôi sẽ để đơn kiện. Kiện nha. Kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn, tôi muốn kiện các em học sinh lớp 5B. Các em ngồi học mà nhúc nha nhúc nhích, ngồi không thẳng lưng. Ngồi như vậy thì sẽ bị gù lưng. Rồi, ngồi thẳng lưng, ngồi đẹp lên. Vẽ cũng phải cho nó đẹp lên. Rồi, nha. Và đây, chúng ta có một ngôi trường rất đẹp. Một hồi nữa vào tay của các em. Mà xấu quá thì tôi cũng xin chư vị bồi thẩm đoàn hãy xử lý các bạn này. Ai đó ai queo á. Ok em. Rồi nhớ nha, thẳng lưng, không có copy được đâu mà chồm qua chồm lại nha, học vẽ không có copy được đâu. Đúng rồi. Rồi ở lớp kế bên nó hát nè, còn bên đây, wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ôi bạn trẻ rất là đẹp. Wow, và đây nè, bạn đã hát họa xong được ngôi trường. Đây ha, hầu như là các bạn đều vẽ cái gốc cây rất là đẹp nha, rất là to. Đây, trời ơi các bạn này vẽ đẹp quá nha. Tiếp em. Đây ha, các bạn vẽ theo sắc mẫu này nha. Đây, bạn vẽ rất là đẹp nha. Đây, có bạn này đã lên được màu nha, có bạn đã tô màu luôn rồi. Wow, và đây bạn này cũng có một cái cục cờ. Wow, bạn này vẽ cũng rất là đẹp rồi này nha. Đây, xóm này là xóm nhà lá nè. Xóm nhà lá đang vẽ nhà lầu nha các bạn. Đó, đây, xóm nhà lá đang vẽ nhà lầu. Rồi, tiết 1 thì chúng ta là vẽ trang trí chì ha. Bạn nào vẽ không kịp thì về nhà chúng ta sẽ vẽ thêm. Rồi bữa sau mình, tiết sau thì mình sẽ tiếp tục tô màu nha. Chỗ nào không hiểu thì hỏi cô. Rồi bây giờ các bạn sẽ thu gom bút, sách đồ lại. Dọn dẹp vệ sinh nha. Học sinh năm sau là phải sạch sẽ gọn gàng nha. Rồi, hết giờ. Rồi, các em nghỉ đi, dọn dẹp đi ha. Rồi, hôm nay mình sẽ học bài màu sắc trong tranh dân gian và màu gốc. Hồi nãy cô giảng rồi, bây giờ bạn nào cho cô biết màu gốc là màu gì giơ tay lên, ai biết nè. Rồi, xin mời em. Đúng rồi, cho bạn một tràng vỗ tay nào. Rồi, bây giờ bạn nào biết màu trung tính là màu như thế nào? Có ai biết không? Rồi, ai biết? Ai biết nè lớp mình ơi. Rồi em trả lời tiếp. Rồi tại sao gọi mấy màu đó là màu trung tính? Đúng rồi, những màu mà trộn lại với nhau, pha lại với nhau được thì là màu trung tính, đúng không nè? Rồi, giống như là màu trắng với màu đen trộn lại thì ra màu xám. Thì màu xám gọi là màu gì? Rồi đúng rồi, còn màu gốc thì có 3 màu nha: xanh dương, vàng và đỏ. Trong tranh dân gian á, trong tranh dân gian Đông Hồ nè, thì nó sẽ gồm có là màu đậm, màu nhạt. Đó, thì tụi em coi coi trên cái bức tranh đó, bức tranh con heo màu đậm là màu nào, bạn nào giơ tay? Bạn nào giơ tay trong bức tranh? Rồi em trả lời đi. Rồi màu đậm trong bức tranh con heo là màu gì? Màu nâu. Rồi đúng rồi, bạn trả lời đúng, cho bạn một tràng pháo tay màu đậm. Vậy thì màu nhạt là màu nào trong bức tranh con heo? Bạn nào trả lời nào? Ai trả lời nè, màu nhạt, màu nhạt trong cái bức tranh đó. Rồi ai biết, giơ tay coi. Đúng rồi. Còn em màu gì? Đứng lên, đứng lên. Màu hồng. Rồi đúng luôn, vỗ tay. Và trong cái tranh dân gian Đông Hồ á, thì các cái con vật người ta sẽ cho nó cái hoa văn họa tiết lên nha, cái hoa văn. Rồi bạn nào nhìn thấy hoa văn gì trong cái bức tranh Đông Hồ cho cô biết nè. Bạn nào nhìn thấy hoa văn gì? Dòng
vòng tròn đúng không? Vòng tròn sọc bông hoa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài vẽ tranh, vẽ mày màu sắc trong tranh dân gian. Thì bây giờ cô sẽ yêu cầu các bạn nha, nè trật tự nè. Đây nha, tôi đang quay nha, cho nên là sẽ có bằng chứng trước tòa ha. Sẽ có bằng chứng trước tòa. Sẽ kiện các bạn học sinh lớp ba mấy đây? Đó, trời ơi, bồi thẩm đoàn sẽ kiện các học sinh lớp 3A nếu như mà ngồi không thẳng. Đó, nếu như mà không ngay ngắn. Đó, kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn, có ai đó vừa rớt cây bút. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tới tiết mục vẽ tranh dân gian. Mình sẽ tô bằng màu đậm, màu nhạt và họa tiết nha. Giống như ở đây là cô có vẽ mẫu nè. Đây cô có vẽ mẫu con thỏ nè, con cá nè, con vịt. Vẽ capybara ok luôn, Doraemon được luôn. Nhưng nhớ vẽ nó to to xong mình cho họa tiết cho nha. Rồi nè, bắt đầu cô đếm này trong vòng 10 phút nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu. Thưa bà con cô bác, wow, một con méo mèo mèo, một con cá đi bà ra. Wow, con mèo có hai chân thôi. Wow, và anh chàng đẹp trai của chúng ta đã sống một bé viên. Wow, một nhân vật gì đây? Anime hả? Còn đây nhân vật gì đây? Chưa. Đây, một bé Doraemon, cái đồng Doraemon. Wow, và đây là một bạn gấu tím tình tim lệm tình xem. Ôi, bạn ấy đã mọc thêm hai chân và mọc thêm cái đuôi. Wow, bên đây là một bé thỏ hả? Bé thỏ 7 màu, mà mới có một màu. Wow, và đây là một gia đình, một capybara. Wow, trời ơi, bạn thỏ rất là xinh xắn. Ôi, lớp của chúng ta thật là trật tự. Nè, trời ơi, lớp của mình quá sức trật tự luôn, quá sức ngoan. Đó, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên. Ôi. Đây, capybara chưa tô màu. Quá, cái mèo rất dễ thương nè. Trời ơi, bạn mèo nè, quá đẹp luôn. Rồi, có cả một chiếc xe nè, chưa tô màu xong. Này, rất là đẹp nha. Rồi mình phải có cái màu trung tính cho nó nữa nha. Nha không? Thiếu màu. Rồi về tô thêm màu nha. Này rất là dễ thương, tô thêm màu nền nữa nha. Em phải trang trí hoa văn cho nó nữa nha. Rồi em sẽ đóng khung cho nó lại. Rồi mình tô màu hoa chính, rồi màu phụ. Đây nhớ tô màu nha, về tô màu. Rồi lớp mình ơi, nhớ không? Vẽ chưa xong thì về vẽ tiếp, bữa sau nộp cho cô nha. Rồi cảm ơn bà. Em sẽ thêm hoa văn cho bạn nữa nha. Hoa văn cho bạn nữa. Rồi bây giờ nè, lớp trưởng đâu?